Xin chào các bạn đã trở lại với Tech Mag Việt Nam và đây là Tech Wiki. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về các công nghệ chống rung trên điện thoại di động. Trên thế giới di động hiện nay thì nhất là trên các mẫu điện thoại cao cấp thì tính năng chống rung đã không còn là một điều gì đó quá xa lạ, thậm chí là một tính năng phải có với nhiều hãng di động, bởi đây không chỉ là một thứ để giúp cho ảnh chụp được ổn định hơn mà còn là một cần câu cơm hữu hiệu để nhiều hãng di động đem ra so sánh camera trên thiết bị của mình với nhiều đối thủ khác. Vậy thì chống rung là gì? Và tiềm năng ứng dụng của nó cho điện thoại di động là như thế nào? Hay đúng hơn là sử dụng chống rung làm sao cho hiệu quả? Hãy cùng Tech Mag tìm hiểu và giải đáp trong Tech Wiki ngày hôm nay nhé. Và Tech Wiki này như rất nhiều phần khác nó khá là dài cho nên mình xin được chia nó thành hai phần. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên. Đầu tiên đó là tiền đâu? À không, đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu một chút về khởi nguồn của cụm từ chống rung. Dĩ nhiên là khác với nhiều bạn nữ vốn thích rung càng mạnh càng tốt, thì ý mình là rung động con tim ấy chứ không phải là rung đấy đâu nhá. Nhưng mà đại khái là rung càng mạnh càng tốt thì những cụm camera lại kỵ nhất cái món này. Lý do nằm ở việc khi ống kính bị rung ấy thì độ sắc nét của hình ảnh cũng theo đó bị ảnh hưởng. Điều này thể hiện rõ nhất với các bạn bị gặp chứng run tay đi kèm với một chiếc điện thoại có camera cùi bắp, thì hiện tượng ảnh bị mờ nhòe, chủ thể bị tách làm 2-3 bóng ma là chuyện không hề thiếu, đồng nghĩa với việc bức ảnh coi như là vứt đi luôn. Khoảnh khắc quan trọng mà bạn đang cố gắng bỏ công chờ đợi bỗng chốc đổ sông đổ bể, khó có thể cứu vãn được. Do vậy thì không sai khi kết luận rằng rung chính là kẻ thù của nhiếp ảnh, nhất là trong những điều kiện chụp như là phải sử dụng ống kính tele có tiêu cự dài trong điều kiện thiếu sáng chẳng hạn. Chính vì lẽ đó thì người ta phải nghĩ tới các giải pháp để giúp cho hình ảnh được ổn định, sắc nét ngay cả trong điều kiện thiết bị đang bị rung, nhất là trong thời đại công nghệ thống trị bởi smartphone hiện nay, tức là các thiết bị ghi hình đang ngày càng ít được đặt cố định trên chân tripod như trước đây. Về cơ bản thì chống rung hay có một cái gọi khác là ổn định hình ảnh trên smartphone hiện nay cũng đang được ứng dụng tương tự như trên các camera chuyên dụng, tức là nó sẽ được hiện thực hóa trên cả hai phương diện là chống rung bằng phần cứng và chống rung bằng phần mềm. Và sau đây sẽ là các khái niệm cơ bản về hai hướng đi công nghệ này. Về chống rung bằng phần cứng đi, cần hiểu rằng phần cứng ở đây chính là các chi tiết cơ học được các hãng tích hợp thẳng vào cụm camera trên thiết bị để phát hiện độ rung và khử nó trực tiếp trong quá trình tạo ra thức ảnh ghi lại. Nói cách khác thì chống rung bằng phần cứng trên di động còn được gọi chính thức là chống rung quang học. Nếu trên các cụm camera chuyên nghiệp, các nhà sản xuất thực hiện hai phương pháp chống rung bằng phần cứng là chống rung bằng cảm biến và chống rung bằng ống kính, thì trên các điện thoại hiện nay thường áp dụng kết hợp cả hai phương thức này, tức là kết hợp cảm biến lẫn hệ thống các lớp thấu kính trong cụm camera. Cụ thể là điện thoại sẽ được trang bị một chip cảm biến kết hợp quang quay hồi chuyển để ghi nhận sự rung động từ điện thoại, từ người cầm điện thoại. Sau khi thông tin được gửi đến thì vi xử lý sẽ điều khiển các bộ phận bên trong ống kính để di chuyển, xoay hay là lệch góc, nghiêng, lắc lư sao cho ổn định được thấu kính và giảm thiểu tối đa sự rung động, từ đó ổn định được bức ảnh. Phương pháp này được gọi chung bằng thuật ngữ là camera tilt. Phần đông các nhà sản xuất smartphone hiện nay ít khi đề cập đến chi tiết khả năng chống rung quang học trên di động của họ, bởi đơn giản công nghệ này hiện đang đạt giới hạn về kích thước và vật lý và ít có khả năng được cải tiến hơn nữa trong tương lai gần, nên khó có thể coi là một mánh quảng cáo hot như là Nokia đã từng làm cách đây 3-4 năm. Thay vào đó thì các công ty bắt đầu cải tiến các công nghệ khác trên camera như là tốc độ lấy nét này, rồi thì màn chập này, rồi thì khẩu độ này, vân vân, kết hợp với chống rung quang học để tạo ra bức ảnh đẹp hơn. Các mẫu smartphone có chống rung quang học được đánh giá cao nhất hiện nay có thể kể đến như là LG G6 này, HTC U11 này, Apple iPhone 7 Plus này, hay là Samsung Galaxy S8, hay là cả Microsoft Lumia 950. Tuy nhiên thì mẫu smartphone được trang bị công nghệ chống rung quang học tiên tiến nhất lại là Xiaomi Mi 6, bất ngờ chưa? Với công nghệ chống rung 4 trục so với 3 trục trên các mẫu điện thoại kể trên, nhưng về tổng thể thì camera lại theo mình là nó kém hơn chút. Vậy thì ưu nhược điểm của chống rung quang học là gì? Với việc tích hợp phần cứng chuyên dụng thẳng vào cụm camera thì chắc chắn là chúng ta không cần phải nghi ngờ gì nữa về khả năng chụp ảnh tĩnh của các mẫu smartphone có tích hợp chống rung quang học. Với những điều kiện chụp ảnh hưởng lợi nhất từ khả năng chống rung quang học chính là các chế độ như là chụp ảnh tĩnh hay là chụp thiếu sáng, bởi đây là các môi trường chụp ảnh khoai nhất cho các tay máy còn non kinh nghiệm. Việc giữ được tư thế chụp cố định nhờ chống rung quang học cũng như là tốc độ màn chập ISO được điều chỉnh theo ý muốn sẽ tạo ra được bức ảnh ưng ý mà không phải sử dụng đến các thủ thuật kỹ thuật số để can thiệp trực tiếp vào chất lượng hình ảnh. Bên cạnh đó thì khả năng quay video cũng được hưởng lợi từ chống rung quang học, nhất là khi bạn vừa cầm máy vừa chạy chẳng hạn. Tuy nhiên thì chống rung quang học không phải là không có nhược điểm.
Dĩ nhiên rồi, cái gì cũng có nhược điểm, cái gì cũng có hai mặt của nó mà. Trong đó thì nhược điểm dễ thấy nhất chính là chi phí phát triển cho cụm camera sẽ bị đội lên tương đối cao, do các linh kiện chuyên dụng cần bổ sung sẽ nhiều hơn so với bình thường. Trong khi đó thì còn phải tính toán không gian tối ưu nhất để có thể so với mặt bằng thiết kế chung của thiết bị này, vân vân. Nhưng kể cả trong trường hợp cố gắng làm mỏng đến mấy thì những cụm camera có chống rung quang học thường vẫn dày hơn hẳn so với bình thường, gây mất thẩm mỹ cho thiết kế chung của thiết bị, như là các mẫu iPhone gần đây chẳng hạn. Ví dụ quá tiêu biểu luôn, camera lồi một cục luôn. Bên cạnh đó thì chống rung quang học cũng không phải là một công nghệ mang tính bền vững, bởi việc trang bị các linh kiện vật lý ở trạng thái linh động như vậy cũng khiến cho khả năng xảy ra hỏng hóc khi va chạm mạnh vào cụm camera, vì thế cũng tăng lên cao hơn bình thường, khiến camera chụp không còn ổn định như trước, hay tệ hơn là hỏng hẳn. Do đó thì công nghệ chống rung quang học thường chỉ hay xuất hiện trên các mẫu điện thoại cao cấp, chứ hiếm khi đáp xuống các phân khúc thấp hơn. Một phần cũng do tâm lý người dùng, bỏ nhiều tiền mua sẽ phải có ý thức giữ gìn cái điện thoại hơn. Vâng, và vừa rồi là chúng ta đã cùng điểm qua một vài chi tiết về tính năng chống rung trên điện thoại. Và để tiếp tục theo dõi series này thì các bạn hãy đăng ký, like cũng như là share Techma Việt Nam để như mình vừa nói rồi, để chờ đón phần tiếp theo của video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.